Chào các bạn, bây giờ là đã 2 giờ đêm. Lẽ ra là tôi đi ngủ, tôi phải nói vì có những chuyện mà tôi nghĩ là tôi không nói. Thì dần dà nó cũng có nhiều người người ta chán quá, cũng chán nói. Thì cái thế hệ tôi là 50 tuổi rồi, thì tôi nghĩ là phải nói. Thì không kể ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, cũng chẳng sao cả. Vì sao tôi phải nói? Vì chúng ta là người Việt Nam. Các bạn phải để ý là gì, cũng không phải là có những cái dân tộc nào có một tiếng nói đâu. Các bạn có thể sùng bái nước Mỹ, nước Úc, rồi các bạn sùng bái những Singapore đấy, họ có cái tiếng nói mẹ đó, họ dùng tiếng Anh, chúng ta có tiếng Việt. Thì tôi thấy rất làm phiền khi mà nhiều người về tiếng Việt nói sai rồi đủ thứ hết, nhưng mà tự hào là tiếng Anh của chúng ta lại thế này thế kia. Các bạn chưa có thấy cái nhục đâu. Cái nhục là gì? Cái bản mặt của chúng ta là cái bản mặt người châu Á. Chúng ta có nói giỏi một cái thứ tiếng nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn là người châu Á. Nếu chúng ta không có một cái bản sắc, chúng ta không có một cái tiếng nói của chúng ta. Bây giờ giả sử nha, bây giờ tôi đi, tôi không biết tiếng Việt, tôi chỉ biết nói tiếng Đức này. Nếu bạn nghĩ một cái thằng Đức nó nhìn thấy cái bản mặt tôi thì nó nghĩ gì? Nó nghĩ là thằng này rồi mẹ, cái thằng châu Á đúng không? Bây giờ tôi nói tiếng Đức y chang nhau đi thì nó có nể tôi, hay là nó biểu là cái thằng chó này là cái thằng chẳng qua là lưu vong nước tao, và cuối cùng nó nói cái tiếng của tao, đúng không? Nó sẽ nghĩ như vậy. Nó không nói các bạn đâu, nhưng mà nó nghĩ trong đầu, nó nghĩ như vậy. Vì tôi là người châu Á, mặt tôi là người châu Á. Còn bây giờ nếu tôi sẽ nói tao là thằng Việt Nam đây, nhưng mà tiếng Đức của tao là đàng hoàng, tao nói đúng bằng pháp là tao đàng hoàng, tất nhiên tao không bằng mày, nhưng mà đâu mà mày có cái tiếng nào, mày tiếng ngoại ngữ nào bằng tao không? Vì tao có một cái bản sắc khác. Lúc đó tụi nó sẽ nhìn các bạn khác, hai chỗ khác nhau. Cho nên tôi rất làm phiền khi mà cái thế hệ về sau xem cái tiếng mẹ đẻ mình không ra gì cả. Cho nó có những cái chuyện rất bình thường, những cái từ như mẹ mẹ điểm yếu với yếu điểm mà không phân biệt được, tôi cho nó là không chấp nhận được. Mình phải hiểu cái tiếng của mình ở đâu ra, tại sao nó có những cái này, và cuối cùng tại bây giờ mình có cái chữ viết như thế này nè, ở đâu nó sinh ra cái chuyện đó, hồi trước nó là cái gì, nó có phải chữ viết như thế này hay không, bây giờ mình viết như thế này nè, nhưng mà hồi trước nó có phải như vậy hay không, thì mình phải hiểu, mình phải tìm hiểu, đúng không? Mình tiếng Anh nó gọi là cái mother tongue, cái tiếng mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ, đúng không? Đẻ nó mình mà làm sao mình cẩu thả với cái gọi là tiếng mẹ đẻ của mình mà mình còn cẩu thả cái nôi mình sinh ra mà, thì có hy vọng gì là mình hay ho đâu. Và nếu thằng khác, thằng ở nước khác nó khinh bỉ mình,
thì cũng là chuyện bình thường thôi. Có nhiều người tôi biết, tôi cũng sống nước ngoài 10 năm mà tôi không bị nói xin khinh rẻ đâu. Tại vì khinh rẻ không không dễ. Một khi mình không để tụi nó khinh 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 rẻ mình. Còn bản thân mình để tụi nó khinh rẻ mới là cái vấn đề. Mình phải hỏi là mình, tuy cái dân tộc mình, cái nước mình là nước nhỏ, nó không bằng nhiều nước khác, nhưng chính vì như vậy đừng bao giờ để nó khinh rẻ mình. Mẹ nó, tao có tiếng của tao và tao học tiếng của tụi bay, nó đúng văn phạm, nó đàng hoàng, và tất nhiên tao phải cái giọng của tao được, có accent. Cũng giống như bây giờ mày học tiếng Việt làm sao mà mày nói như tao được. Nhưng nếu mày nói đúng văn phạm, mày dùng từ đàng hoàng, vốn từ mày rộng, người ta rất nể mày, vì tao biết là mày đã bỏ bao nhiêu công sức thời gian ra để mà học tiếng của tao. Ý như vậy các bạn phải thấy nhục. Tôi gặp nhiều thằng Mỹ, thằng Anh cái đấy, mẹ nó nói chuyện như thể là người ta phải nghe được tiếng của nó. Bây giờ các bạn đi ra nước ngoài đi, các bạn nói tiếng Việt bình thường, bạn gặp một cái thằng mẹ da trắng với gọi nói tiếng Việt, mà các bạn giả sử giống như là mình nói tiếng Việt, mẹ nó phải có trách nhiệm nó nghe được cái tiếng Việt của mình. Các bạn bao giờ có được cái tâm lý đó? Có, tôi gặp nhiều thằng Mỹ, thằng Anh, thằng Úc, mẹ này nó tiếng Anh như thể là thằng khác, mẹ có trách nhiệm nghe nó. Các bạn thấy nhục không? Mẹ có thấy nhục không? Chính vì mình là cái dân tộc mình ở đây, mình phải học, mình phải đứng trên tụi nó. Nó chỉ biết mẹ nói tiếng mẹ đẻ của mình thôi, mình phải nói tiếng mẹ, mình phải nói hai ba bốn thứ tiếng. Có mấy thằng chó nó chỉ nói được một thứ tiếng thôi, chỉ như vậy mình mới đè bẹp tụi nó. Xin cảm ơn.